Những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, đã bao giờ các bạn có thể nghĩ rằng các bạn có thể tự cài đặt những cái âm thanh thông báo riêng cho từng ứng dụng trên điện thoại không? Hay là các bạn cài hoặc là các bạn để những cái âm thanh mặc định ở trên điện thoại hoặc là những cái app mặc định? Nhưng hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn cách các bạn có thể cài âm thanh thông báo riêng từng ứng dụng đến để các bạn dễ nhận biết ở trên điện thoại iPhone nhé. Thì đầu tiên đối với ứng dụng Messenger, các bạn có thể cài đặt âm thanh thông báo cho cái ứng dụng này như sau nhé. Các bạn vào ứng dụng Messenger, sau đó thì các bạn sẽ nhìn trên góc phải, góc trái nhé, có cái dấu ba gạch ngang, các bạn chọn vào. Sau đó thì các bạn chọn cho mình vào biểu tượng cài đặt này. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống đến phần là thông báo và âm thanh, các bạn chọn vào. Trong cái mục thông báo và âm thanh này, các bạn nhìn xuống mục âm thanh thông báo đây, ngữ điệu văn bản nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Tức là ở đây các bạn đang chọn cái phần âm thanh thông báo là cái tiếng popping này. Thì bây giờ các bạn có thể chọn tùy chỉnh bằng các cái âm sắc mà ở trên này nhé. Các bạn chọn thích cái âm sắc nào, các bạn tích vào âm sắc đó là xong nhé. Đó là cái âm thanh thông báo ở trên Messenger. Tiếp theo từ cái ứng dụng Shopee, ứng dụng các bạn hay sử dụng, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Shopee, sau đó thì các bạn vào cho mình cái mục là tôi ở đây nhé. Rồi, trên bên trên này có cái bánh răng cài đặt, các bạn chọn vào cho mình. Ok. Tiếp theo các bạn chọn cho mình mục cài đặt thông báo này. Rồi, mục thông báo các bạn chọn vào. Thì ở cái phần nhạc chuông này các bạn sẽ nhấn cái mũi tên này. Nếu mà các bạn đang để phần Shopee mặc định này thì các bạn có thể chọn theo cái tiếng, ví dụ như gà gáy, huýt sáo, chuông reo, du dương. Đấy, các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng đó là các bạn có thể thay đổi được cái phần nhạc chuông thông báo đến từ ứng dụng Shopee này. Khi mà Shopee thông báo thì ví dụ như các bạn để cái tiếng gà gáy này thì các bạn biết ngay là thông báo của Shopee nhé. Tiếp theo là ứng dụng Gmail, các bạn vào trong ứng dụng Gmail nhé. Rồi, các bạn sẽ nhấn cái phần dấu ba gạch ngang ở trên góc trái cho mình nhé, nhấn ba gạch ngang. Và các bạn sẽ kéo xuống chọn cho mình mục cài đặt nhé, các bạn click vào phần cài đặt này. Các bạn nhìn xuống phần là thông báo qua email, các bạn click vào cho mình thông báo qua email. Đó, thì tại cái phần thông báo qua email này, các bạn sẽ nhìn sang cái phần, nhìn xuống cuối cùng này, có cái phần là âm thanh thông báo nhé. Âm thanh thông báo này, các bạn click vào cho mình. Đó, nó có rất nhiều những cái âm thanh. Nếu mà các bạn để không này thì tức là không có cái mục âm thanh thông báo nào. Các bạn của mình đang để là xin chào nhé, thì ở bên ngoài cạnh này này, có cái dấu tích này, tích xanh, thì chứng tỏ các bạn đang để nhạc chuông đó nhé. Tương tự những cái ứng dụng khác, các bạn có thể chọn những cái âm thanh mà các bạn muốn ở Gmail này, có rất nhiều cái âm thanh khác nhau nhé. Đây, ví dụ như mình lấy cái huýt sáo này thì các bạn chỉ được chọn vào cái huýt sáo này. Đấy, ở đây thì mình sẽ không chọn nhé, mình đang chọn xin chào. Thì khi một tiếng huýt sáo đến, các bạn mặc định biết là cái âm thanh này của Gmail. Còn một cái phần thông báo nữa mà các bạn có thể hay dùng, đó là các bạn vào phần cài đặt chung này, các bạn chọn cho mình là âm thanh, và đây là âm thanh thông báo nhé. Đấy, các bạn chọn đây, các bạn chọn âm thanh và cảm ứng này. Thì ở đây nó sẽ có tất cả những cái phần âm thanh, ví dụ như nhạc chuông này. Đấy, nhạc chuông này các bạn có thể chọn tương tự nhé, các bạn chọn cái bài hát nào hoặc là nhạc chuông nào các bạn tích vào hoặc quay lại này. Và âm báo tin nhắn này, đấy, âm báo tin nhắn này mình để mặc định là nốt nhạc này, thì tương tự các bạn cũng có thể chọn các cái phần khác, đàn dây hình tròn các bạn cũng chọn vào nhé. Và tiếp theo này, thư thoại mới này, thư mới này, và các cái thư đã gửi đấy, và cảnh báo lời nhắc đấy, cảnh báo lời nhắc này, phản hồi, bàn phím, thì các bạn có thể chọn cái âm thanh thông báo này trong cái phần âm thanh và cảm ứng nhé. Đó là các bước để các bạn có thể cài đặt âm thanh thông báo cho từng ứng dụng ở trên điện thoại iPhone của các bạn. Các bạn có thể tùy chỉnh để các bạn dễ dàng nhận biết những âm thanh thông báo của các ứng dụng mà các bạn đặt theo ý muốn nhé. Hy vọng với những cái cách này các bạn có những cái trải nghiệm mới khi các bạn dùng những cái ứng dụng trên iPhone một cách cực kỳ hiệu quả. Và nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì nhớ để lại cho mình một like và bình luận dưới video giúp mình, và chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết nhé.